Hải đang phát xin chào bạn. Sau đây Hải đang phát xin giới thiệu các bạn máy máy Zomoxi BK1000. Thông số của máy này các bạn. Tỷ lệ truyền là 5.5.1. Sức chứa dây này các bạn. 0.18 mm này là được 200 m, 0.2 165 m, 0.25 là 110 m. Tương đương với cước ấy. Lực tải của nó 6 lb là được 260 m, 8 lb là 140 m, 10 lb là 100 m. Đây đây, phần này là theo lb các bạn nhé. Đấy. Rồi Hải đang đã review bên ngoài phần hộp và máy. Đây Hải đang sẽ review phần bên trong của máy. Đây là máy màu xanh đen. Đấy. Máy dùng các bạn câu lu máy đứng hợp lý. Đấy. Thông số của máy Hải Đăng đã đọc các bạn rồi. Đây là 13 vòng bi các bạn nhé. Đấy. Số 13 các bạn. BK1000 của Zomoxi sản xuất. Tay quay bằng nhựa các bạn nhé. Hàng giá rẻ, giá bình dân cho các bạn mới tập câu lu. Cối thì kim loại. Đấy, các bạn nghe tiếng kêu ấy. Xả cước, đây chế độ xả cước các bạn. BK1000. Ốc để tháo tay quay. Tay quay này thì các bạn bấm này sẽ gấp tay vào để chống lúc các bạn di chuyển, chống va đập, chống gãy tay. Thì dòng này dòng tay nhựa nên nó cũng dễ bị dễ gãy. Đang sẽ cân trọng lượng của máy các bạn. Đây, trọng lượng máy đây. 210 g. Đấy, trọng lượng của máy 210 g. Bây giờ Hải đang mixing để giới thiệu các bạn máy Zomoxi BK1000. Hải đang mixing xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang mixing.